Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay anh em mình cũng xin giới thiệu với tất cả mọi người về những cái mặt hàng cũng như là những cái sản phẩm mà thời gian qua anh em mình cũng đã săn bắt được. Trên tay của mình là những cái lạc cao tranh, cao đánh hổ mang và mật ong rừng. Đấy, và nấm lim nhé mọi người nhé. Thì cao tranh, cao đánh hổ mang thì nó rất là tốt cho cái vấn đề về xương khớp. Và hiện tại tất cả chúng ta bây giờ rất là nhiều người bị mắc về cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, đau dây thần kinh tọa, hay tất cả những cái vấn đề đấy nhé mọi người nhé. Thì kể cả như mình, hiện tại mình đang bị cái căn bệnh đó là bệnh gút ấy. Và mình hiện tại mình đang sử dụng cái cao đánh hổ mang cực kỳ là tốt cho sức khỏe cho mình nhé mọi người nhé. Thì mọi người nào mà có những cái nhu cầu mà muốn sử dụng những cái cao đánh hổ mang cũng như là mật ong rừng nguyên chất hay là nấm lim này thì hãy liên hệ cho anh em mình. Tất cả những cái số điện thoại anh em sẽ để ở trên video nhé mọi người nhé. Nấm lim này thì nó là một cái dược liệu cực kỳ là quý hiếm để giữ cái sức khỏe cho mình và thanh lọc cái cơ thể của mình nhé mọi người nhé. Chỗ nào đây? Chỗ nào đây? Kìa. Ui. Ui ui, hổ mang. Kìa, cẩn thận nguy hiểm đấy. Chờ em tí nào. Đây thủ đây. Buộc cái con chân vào đã. Giữ chặt nhá, to nhá. Giữ chặt nha anh. Cố gắng thêm tí nữa. Chào tất cả mọi người nhá. Anh em mình tiếp tục cuộc hành trình đi săn đây. Thì vừa mới bắt được một con chân. Khá là mệt. Không kéo đâu. Không kéo được á. Nó vào sâu rồi. Khó đấy. Hơi bị khó đấy. Đào. Tôi thay phiên nhau đào đi. Vâng, kéo mới đấy, cẩn thận vào người đấy. Em ngồi xem kia đâu. Thời tiết hôm nay khá là nắng mọi người ạ. Anh Dưỡng hôm nay ốm rồi mọi người ạ. Nên là không đi làm được, chỉ có mỗi ba anh em mình thôi. Ui, cẩn thận đấy, anh thấy bụng của nó. Ui, cái gì quăng chân. Và vừa lấy quăng vô thì... Ui, cái gì đấy? Quăng ơi, vừa lấy vô có con sao đấy không, anh thấy không, chú không. Nằm bị ngã thôi. Nó có xem người rõ nào không người gì? Nó nhớ đâu nó cắn cố gì nó không nào, cố gì nó không là nó ấy mọi người. Mùa nắng quá mọi người ạ, thời tiết thay đổi cái nào ốm ngay. Ui, dưới kia còn một cái lỗ nữa kìa mọi người. Vâng đào cái này ra đã. Ui nhìn. Ui cái gì hả? Cái đầu hay cái gì đây? Ui đây này. Ui cái đầu này, đất nó nhô này, gạt đất nó nhô đi mọi người này. Đội cả đất lên đây. Lui ra anh ơi. Ui. Vào người vâng. Thấy rồi, cái nhẹ nhàng nó không là vào người đấy. Ui. Đây rồi mọi người ơi, này. Bằng khe luôn. Bằng khe luôn. Buôn. Đứng rất. Ui, hả? Không. Nhưng mà con này bên này cơ mà. Thì nó quành người lại anh, nó quành người nó gấp người. Chắc vậy đấy anh ạ. Em gạt sạch cái dưới chân này ra nào. Gạt sạch cái dưới chân này ra. Dưới kia và khe nữa kìa. Quá tuyệt vời rồi. Chắc là một con này đang ra phơi nắng đây. Chắc là hôm nay trời nắng ra phơi để lâu. Mày mày quá này. Con cối lại phát hiện thấy. Ủa không, móc đâu anh? Đây móc đây. Vậy thì sao bên này có được? Chắc là một con nó quanh lại. Nó quanh lại mà. Ở chỗ này hình như là hang chuột nó quanh. Ôi con. Hai đuôi luôn. Hai đuôi mọi người. Đào con này ra chưa? Anh đã bảo anh thấy nạn nạ mà này. Con chú không tin anh. Anh mọi nhìn ra. Cái mùa này thì nó hơi nắng, đi săn một tí mà hôm kia anh em nhễ nhặn. Thế là quên hôm nay không mang nước rồi. Về lúc nào phải thiết kế cái bình nước giữ nhiệt đấy nhỉ? Cho tí nước nặng. Không phải. Không phải mà. Hôm nay nó nắng đột xuất quá. Ui này. Bóng nhắn luôn mọi người này. Nhìn này. Ui. Bóng ly luôn. Hai con liền. Đấy, anh đã bảo con bên này anh nghi cái chú cứ không tin anh. Ui. Hả? Ui. Lên đây đâu. Đừng kéo. Đừng kéo. Đào con này. Đào. Anh xem nó lùi tí nào. Giữ đừng để nó thui vào trong hố sâu được. Ui. Nó tụt ra. Đấy, để nó ra nè. Xem nó có ra. Cẩn thận vào tay anh nhá. Nhẹ thôi. Đấy. Ui ấy à. Kì đấy. Ôi. Thật nhá. Cẩn thận em ơi. Cho con đấy vào đấy đi em. Ôi anh cầm cho em lấy cái bao. Đây trong ba lô ấy anh ơi. Đây anh giữ cho. Đấy. Lấy giúp anh cái bao đây. Quá tuyệt vời. Đây mọi người này. Đây cẩn thận đấy nhá. Cẩn thận đấy. Bánh rất là đẹp luôn. Bánh con này. Rồi.
Cái này mình phải đào từ nhẹ nhàng thôi mọi người, không lỡ lại vào con rắn thì hỏng hết con rắn. Đây, anh thả ra cho em. Ui, dưới này còn sâu lắm anh ơi. Mình phát hiện thấy rồi thì anh Quang ơi, nào như thế. Bên này còn một rắn nữa này. Từ mình phải đào từ từ thôi anh ạ. Đào chỗ nào là phải đào xanh chỗ đấy. Run. Hả? Run. Kệ run. Con này là con run to thế. Ôi, ra đây rồi. Ui, đầu đây đấy. Ai dạ. Đầu đây luôn mọi người này. Ai dạ. Nó ra nắng, bây giờ nó ra nắng nên nó vẫn còn hơi choáng đấy mọi người ạ. Con này chắc ra nắng nên là hơi choáng. Mày đưa cái túi đây để anh cho vào cho. Đây. Anh xin cẩn thận mất cái nỗ đấy nhá. Đây, đang lấy đấy. Ừ, vâng. Thôi. Ủa, hai con này giống y hệt nhau nhỉ? Màu vàng khe luôn mọi người ạ. Ui cái gì có cửa đây? Hả? Ui, trong đây có cửa đây. Đâu? Đây, đây cho cái thùng này. Ui. Ấy, nó cửa đây. Đây. Thôi, cho con này vào buộc túi lại đi anh ơi. Đây anh Trinh ơi, cầm máy đi em đào cho. Ê, vừa anh thấy cửa em thấy đấy. Rồi. Hai con chuột nhỉ. Không thấy đâu rồi. Không, mày đừng hất sang bên này nó còn một cái nhánh nỗ nữa hay sao mà. Ui, nếu mà trúng ổ thì ngon anh nhỉ. Ui, ui, mọi người này. Đấy ơi, đấy vào nó cửa này. Ui, rắn rồi. Ui, ổn đấy. Giống kiểu như tàn màu trắng này hả? Ui, ổn rồi. Chẳng luôn, đúng ổn rồi. Quá tuyệt vời rồi mọi người. Tuy là hơi vất vả, mệt mỏi một tí nhưng mà. Ui ôi. Lên rồi. Yeah. Ấy dạ. Quá là ác chiến luôn mọi người ạ. Đánh kéo nó nhá. Vâng. Ui vẫn còn cựa em ạ. Ấy dạ. Đây nha. Đây cho. Anh thấy nó vẫn còn cựa đấy mà. Ăn còn á. Em đây vẫn còn cựa. Quá dã man luôn nè. Cẩn thận đấy nhá. Thôi. Nó cụt nòng đầu mắt đấy. Mọi người thấy những rắn hổ mang này. Trời tuyệt đối là cái rắn hổ mang này là phải lên tránh xa ra mọi người nhá. Rất là độc ấy. Ôi cái này cái móc này nó ấy quá. Móc nó trơn. Thôi cho vào túi đi anh nhé. Anh đào tiếp xem thử còn con nào không anh. Ôi vẫn có hâu kìa. Đốc đây rồi. Có thấy không? Đốc rồi. Thế chắc hết rồi. Đốc rồi. Thế là vừa nãy chắc là cái đất nó xô thì em tưởng là còn thôi. Bên đấy còn đâu. Để anh chia nó. Đào hết cái mấy cái bụi ra xem nào. Còn thì bắt mà không còn thì anh em đi chỗ khác thôi. Đây nãy em xem bên mày này có một con nữa này. Anh em mình hôm nay gặp trúng ổ rồi. Ít nhất là cũng phải có mấy con này. Cái đấy bao nhiêu con này anh nhỉ? Hình như anh nhớ nhầm là 3 con hay sao ấy. 3 con à? Ừ. 3 con. Là con đầu 2 với sau 1 là 3. Thế chắc hết rồi. Em mỗi cái bên này thôi em ạ. Mỗi cái dìa này thôi nào. Hay đào hố bên này đi. Nóng thật đấy. Đi săn đâu phải là dễ dàng đâu em. Gặp được nó đã là một may mắn và bắt được nó cũng không phải là vấn đề, cũng khá là khó chứ. Vẫn tiếc là cái con kỳ đà kia. Cái con kỳ đà chết kia bỏ đi là vẫn đi à? Đang để đâu vẫn đấy đã đậu trạm đâu thấy anh. Là... Ừ. Em bảo có rắn bỏ chạy luôn. Vừa còn một cái nhánh ở dưới này này. Nhưng mà con đấy nó to lắm, bây giờ mà để mất thì tiếc lắm. Cố gắng đào cái ổ hồ này xong rồi là anh em mình đi săn tiếp đi. Hiện nay rồi anh em cứ vừa thay nhau đào vừa nghỉ ngơi luôn rồi anh em mình xem. Tiếp tục vào bên dặn nữa. Hôm nay nắng là nó cũng ra phơi nắng. Ôi. Đây. 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 Con dế đây đâu vậy? Con trứng nha. Trứng kia kìa. Không phải, nhìn thấy trứng đâu đấy. Con gì chứ. Ui. Không phải đâu. Nào. Bới ra gì đây.
quả trứng mà anh vừa nhìn thấy quả trứng mà. Ui trứng rết, trứng rết, trứng rết, trứng rết. Đấy, trứng. Ui trứng rết mọi người này. Nó đi ra chỗ khác nó lớp đấy. Thôi đi đi. Xem chỗ này nó còn nổ không nào. Ui. À, con. Ui. Con nữa. À. Ui. Đây, thấy rồi. Ui, đây rồi. Ui. Đây rồi. Rồi qua. Thế là hiện tại là anh em mình đã làm được một con kỳ đà nhưng mà bị con chăn nó quấn chết rồi. Toi mạng luôn. Ui. Con chăn mấy con này đây. Còn đã mang thứ tư. Ui. Ui. Con này màu thì hơi không được vàng như mấy con kia nhỉ? Không. Ai da, mọi người cho đi để anh em mình đi tìm lần con kỳ đà đi. Ui cái bản con này đẹp thế. Hả? Ui. Thật đấy, cầm móc cái chăn lên. Không. Đấy. Mọi người này. Này, móc này khó quá. Này. Móc này khó thế nhỉ. Đây, cho vào anh em mình đào tiếp xem có con gì nữa không. Còn nữa không? Ui. Móc này nó hơi khoảng này hơi quá tí về và chỉnh lại mọi người ạ. Anh cho em đào xem còn lúa. Đi rồi anh ạ. Còn lúa. Đi rồi. Thôi có khi là anh em mình nghỉ ngơi một tí đi rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Đấy một hồi một kê là đổ ra như mưa rồi. Mọi người ạ, có khi khả năng anh em mình xin dừng clip ở đây để nghỉ anh em nghỉ ngơi tí rồi tiếp tục đi săn mọi người ạ. À, tí nữa mà đi săn thì có con hàng gì thì anh em mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp nhé mọi người. Bây giờ con chào tất cả mọi người ạ. Chào tất cả mọi người, hẹn mọi người những video sau ạ. Chào tất cả mọi người ạ.